Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Edito A2, chương 3. Và ở trang 52 chúng ta có phần phonetic, tức là nói về âm học. Và trong phần này chúng ta tìm hiểu cách phát âm chữ PLUS, pronounce PLUS. Chữ này phát âm như thế nào? Thì chúng ta có tất cả là 3 cách phát âm. Và mình sẽ nghe CD số 14, ở trong này có nhiều trường hợp phát âm khác nhau. Và chúng ta sẽ xếp hạng. Ở đây chúng ta thấy có 3 cách phát âm này. Thứ nhất là PLUS, người ta phát âm là plus. PLUS, người ta phát âm là plus. PLUS, được phát âm là plus. Plus, plus, plus. Và bây giờ chúng ta nghe CD số 14. Và trước khi nghe tôi xin giải thích. Écoutez et observez les phrases suivantes. Các bạn hãy nghe, rồi các bạn hãy quan sát những câu sau đây. Câu A. Virginie habite plus loin que Juliette et son appartement est plus ancien. Chị Virginie cư ngụ xa hơn chị Juliette và căn hộ của chị ấy thì cũ hơn, cổ hơn. Câu B. Il a plus de parcs à Paris qu'à Montréal, mais les loyers sont plus élevés. Ở Paris thì có nhiều công viên hơn là ở Montréal, nhưng các tiền thuê nhà ở đây thì lại cao hơn. C. Les étudiants déménagent plus que les retraités. Sinh viên thì dọn nhà nhiều hơn là những người về hưu. Et choisissent des métropoles plus vertes. Và họ chọn lựa những cái thành phố lớn xanh hơn, tức là có nhiều cây cối hơn. Page 52. Phonétique. Prononcez plus. Exercice 1 et 2. A. Virginie habite plus loin que Juliette et son appartement est plus ancien. B. Il y a plus de parcs à Paris qu'à Montréal, mais les loyers sont plus élevés. C. Les étudiants déménagent plus que les retraités et choisissent des métropoles plus vertes. Và chúng ta vừa nghe người ta đọc các cái câu này và hãy để ý xem chữ PLES được phát âm thế nào, plus hay plus hay plus. Và chúng ta nghe lại từng câu rồi sau đó chúng ta sẽ điền vào chỗ này. Chỗ nào mà phát âm là plus chúng ta điền vào đây, chẳng hạn như câu A ví dụ vậy, chúng ta để chữ A vào. Và câu B nếu là các trường hợp khác chúng ta sẽ ghi vào. Và bây giờ chúng ta nghe lại từng câu. Page 52. Phonétique. Prononcez plus. Exercice 1 et 2. A. Virginie habite plus loin que Juliette et Virginie habite plus loin que Juliette. Vậy chúng ta thấy chữ plus loin là để sẵn vào chỗ này là plus. Plus loin que Juliette. Và chúng ta nghe tiếp. Ton appartement est plus ancien. Et son appartement est plus ancien. Plus ancien. Chúng ta arrive à chỗ này là the. Plus ancien. OB. Il y a plus de parcs à Paris qu'à Montréal, mais les loyers sont plus élevés. Il y a plus de parcs à Paris qu'à Montréal. Plus, tout à plus de parcs. Plus de parcs. À Paris qu'à Montréal, mais les loyers sont plus élevés. Plus élevés. Nằm ở chỗ này là plus, plus élevé. Plus élevé, E accent aigu, E accent aigu. Và bây giờ chúng ta nghe câu C. C. Les étudiants déménagent plus que les retraités
et choisissent des métropoles plus vertes. Les étudiants déménagent plus que les retraités, plus que. OS. Plus que va ở đây chúng ta thấy là ils choisissent des métropoles plus vertes. Và như vậy là chúng ta thấy mỗi loại có hai chữ plus de parc, plus que, plus loin, plus verte, plus ancien, plus élevé. Như vậy chúng ta tìm ra được cái quy tắc như thế nào? À, chúng ta đã học trong bài trước về phần so sánh, la comparaison, thì chúng ta thấy có ba loại so sánh. So sánh tính từ và adverb là một, so sánh danh từ nom là hai, so sánh verb là ba. Và so sánh tính từ và adverb là chúng ta có các công thức nhiều hơn, bằng và kém, plus que, aussi que, moins que. So sánh danh từ chúng ta có plus de que, autant de que, moins de que. Và so sánh động từ, chúng ta có động từ đi với plus que, động từ đi với autant que, động từ đi với moins que. Chúng ta đã làm bài này rồi. Và chúng ta để ý cách phát âm của ba chữ PLUS, PLUS, PLUS như sau. Khi chúng ta so sánh tính từ và trạng từ, thì chúng ta đọc là plus, không phát âm ký tự S, plus, không phát âm ký tự S. Khi so sánh danh từ, thì chúng ta có plus de que, ký tự S phải phát âm, plus de que. So sánh động từ, chúng ta cũng phải phát âm ký tự S, động từ đi với plus de que. Tức là chúng ta đã coi ở trong bài trước, và bây giờ mình đối chiếu với bài này. Thì chúng ta sẽ thấy là khi nào mà so sánh tính từ, thì đọc là plus, plus là, plus verte. Virginie habite plus loin que Juliette. Plus loin, đọc là plus, et choisissent des métropoles plus vertes. Đây là tính từ màu xanh lá cây, plus verte. Như vậy, so sánh tính từ thì chúng ta đọc là plus. So sánh tính từ chúng ta đọc là plus, không phát âm ký tự S. Và bây giờ chúng ta đọc là plus khi so sánh danh từ. Il y a plus de parc à Paris qu'à Montréal. Ở Paris thì có nhiều công viên hơn ở Montreal. Chúng ta so sánh danh từ công viên, plus de parc, cho nên phải đọc là plus de parc. Và so sánh động từ, les étudiants déménagent plus que les retraités. Sinh viên thì dọn nhà thường xuyên hơn, nhiều hơn là những người về hưu. Ở đây là chúng ta cũng thấy plus que, les étudiants déménagent plus que. Chúng ta so sánh động từ déménager, thì cũng giống như là chúng ta đã nói ở trong bài này, so sánh danh từ thì phải đọc phát âm ký tự S, so sánh động từ cũng phải phát âm ký tự S. Và trong trường hợp kế tiếp là đọc the, plus ancien, plus ancien, plus élevé. Khi đứng trước một chữ mà mở đầu bằng nguyên âm thì chúng ta phải đọc nối, và đọc nối nó sẽ là plus ancien, plus élevé. Et son appartement est plus ancien. Đi trước một từ, mở đầu bằng một nguyên âm, plus ancien. Và mais les loyers sont plus élevés. Plus élevés. Đi trước tính từ élevé, mở đầu bằng nguyên âm. Chúng ta đọc là giờ. Plus ancien, plus élevé. Đọc là giờ. Như vậy chúng ta có thể tóm lại như sau. Observer le tableau de l'échauffement et associer. Chúng ta hãy coi cái bảng bên trên rồi chúng ta đưa ra một quy tắc. À, đây chữ PLUS được phát âm là S. À, khi nó, ở đây chúng ta thấy này, khi nó đứng trước một. Ở đây chúng ta sẽ nối với số 3. Nó sẽ được phát âm là S khi nó là những cái cách đọc là plus de, plus que. Chúng ta coi lại ở bên trên. Đây là plus de, il y a plus de parc, plus de. Đây là plus de. Và đi với plus que, les étudiants déménagent plus que les retraités.
Số 2, PLUS được phát âm là plus khi nó đứng trước một phụ âm. Chúng ta có chữ này phát âm trước phụ âm, nối với số 2. Giống như ở bên trên chúng ta có những chữ là plus loin, plus verbe đứng trước phụ âm là L, đứng trước phụ âm là V, plus loin, plus verbe. Và trường hợp cuối cùng, PLUS được phát âm là please khi nó đứng trước một từ mà từ đó mở đầu bằng một nguyên âm. Plus ancien, plus élevé, plus ancien mở đầu bằng nguyên âm A, plus élevé mở đầu bằng nguyên âm E accentué là E. Ở đây chúng ta có một lưu ý, con PLUS có nghĩa là một phụ, nó là một phủ định á, hoặc là một cái giá trị bằng không á, thì người ta phát âm là plus. J'ai déménagé, je n'ai plus de garage. Tôi đã dọn nhà và bây giờ tôi không có nhà để xe nữa. Je n'ai plus de garage. Je n'ai plus de. Ở đây là một thể khẳng định, tôi xin lỗi, một thể phủ định thì đọc là plus. Phủ định, négation, tôi đọc là plus. Và plus de, nó khác ở bên trên. Ở bên trên khi nó đứng trước, ở đây là plus de, chỗ này đọc là plus de, ở đây là plus de, và bên là khẳng định. Bài tập số 4, các bạn hãy nghe CD số 15. Hãy nghe rồi chúng ta xem chỗ nào nó phát âm là plus, là plus hoặc là please. Page 52, exercice 4. A. Ce quartier est plus animé. B. À Paris, il y a plus de théâtre qu'à Marseille. C. À Lausanne, on construit plus qu'à Nice. D. Mon jardin est plus petit que le tien. Câu A, ce quartier est plus animé. Chúng ta thấy chữ PLUS đứng trước một từ mở đầu bằng nguyên âm thì chúng ta phải đọc nối plus animé. Ce quartier est plus animé. Câu B, à Paris, il y a plus de théâtre qu'à Marseille. Ở Paris thì có nhiều rạp hát hơn là ở Marseille. Và chúng ta thấy plus de thì đi với một cái danh từ và chúng ta phải phát âm ký tự S. À Paris, il y a plus de théâtre qu'à Marseille. Câu C, à Lausanne, on construit plus qu'à Nice. Ở thành phố Lausanne, người ta xây dựng nhiều hơn ở thành phố Nice. Ở đây chúng ta phải phát âm là plus qu'à, giống như trên này, plus qu'à. Mon jardin est plus petit que le tien. Khu vườn của tôi thì nhỏ hơn khu vườn của bạn. Ở đây chúng ta thấy PLUS đứng trước một từ mở đầu bằng phụ âm thì đọc là plus. Giống như chúng ta đã coi ở bên trên, chúng ta coi lại này, đi trước một danh từ mở đầu bằng nguyên âm thì đọc là please. Đi trước danh từ mở đầu bằng nguyên âm đọc là please. Câu B, đi với please the, đi với the thì đọc là please. À Paris, il y a plus de théâtre qu'à Marseille. Please the, please the. Câu C, à Lausanne, on construit plus qu'à Nice. Ở thành phố Lausanne, người ta xây dựng nhiều hơn ở thành phố Nice. Plus qu'à. Chúng ta thấy chỗ này đọc là plus, plus, đi với plus de, plus qu'à. Và cuối cùng, mon jardin est plus petit que le tien. Khu vườn của tôi thì nhỏ hơn khu vườn của bạn. Chữ le tien này chúng ta sẽ học trong bài tới là pronom possessif, tức là vườn của bạn, vườn của tôi thì nhỏ hơn vườn của bạn. Và như vậy chúng ta đã thấy là ở đây là các cái quy tắc này được giống như ở bảng ở trên. Chúng ta coi lại bảng ở trên. Đọc là plus khi đi với plus de, plus que. Đọc là plus khi đi với một từ mở đầu bằng một phụ âm, chẳng hạn plus petit. Đọc là please khi đi trước một từ mở đầu bằng một nguyên âm, ví dụ plus animé. Và bên dưới plus animé, đây là plus animé này, plus de théâtre này, plus canis này, plus petit. Chúng ta coi các cái
Bảng tóm tắt bên trên chúng ta sẽ có thể nhớ được. Xin chào tất cả mọi người.